Cái phần demo tiếp theo của slide 2, các bạn sẽ quan tâm giúp thầy khi nào thì mình dùng do get, khi nào thì mình dùng do post, tại sao mình dùng service. Thì trong phần này cũng đã có giải thích về phần lý thuyết rồi, thì các bạn sẽ nhìn cái cách demo của thầy và chúng ta thử rút ra cái kết luận từ thế nào. Đối với lại một cái class của Serverless thì khi khởi động chạy cái class này thì doGet nó sẽ chạy đầu tiên. doGet nó chạy đầu tiên. Còn không thì sẽ là service, là nó gom cả get và post. Còn cái chuyện là sau khi mình chạy xong rồi, lúc mà bên CSP nó phản hồi lại, nó vô do get hay nó vô do post là do gì? À, do cái method ở bên kia mình muốn nó về đâu thì nó sẽ về đó, được chưa? Và bây giờ mình sẽ ví dụ khi nào thì mình dùng cái method là get, khi nào mình dùng method là post, nó có khác nhau gì hay không. Thầy sẽ ví dụ và các bạn nhận xét giúp cho thầy. Và cái bài ví dụ này thầy sẽ ví dụ là một cái form đăng nhập view. Thầy sẽ tạo ra một cái JSP đăng nhập. Như vậy đăng nhập của chúng ta, các bạn sẽ cần Ctrl H cái này luôn. View replay UTF trừ 8. Ở đây thầy sẽ có H2 đăng nhập. Ở xuống dưới thầy sẽ sử dụng một cái form action của thầy, sẽ gọi về bên kia là đăng nhập. Đăng nhập trong form này của mình nó sẽ có một cái label là tên đăng nhập, và ở phía bên sau thì sẽ có một cái input. Input này kiểu dữ liệu là test, name là tên đăng nhập. Rồi một cái label nữa là mật khẩu input của mình, type là password, và name thầy để là mật khẩu, được chưa? Test là password, mật khẩu, và mình có một cái button là đăng nhập. Đăng nhập chỗ này ok không? Rồi ở bên Serverless mình sẽ viết một cái Serverless ở đây là đăng nhập Serverless, đăng nhập Serverless extends HTTP. Ở đây mình sẽ notation web Serverless. Mình sẽ dùng ngoặc nhọn luôn ha, để khi mà mình cần đến cái Serverless nào mới thì mình thêm cho nó nhanh. À, cái hồi nãy mình để bên kia là đăng nhập, đúng không? Đăng nhập. Rồi, hình như mình còn thiếu. Bên này ở cái phần form. À ok, đăng nhập. Đăng nhập, đăng nhập. Rồi tí nữa mình chạy về mà nó chưa chạy thì tí mình tính sau. Mình sẽ có do get của mình. Nhiệm vụ đầu tiên cơ bản là request.get request feature, và chúng ta chỉ đường dẫn về view xuyệt đăng nhập.
www.gsb. Chấm nhớ forward nha, có nhiều bạn quên á. Rồi chạy thử coi nó có đăng nhập được không, nó có chạy được không. Đã đăng nhập được rồi, đã lên được rồi, nhưng mà nó hơi xấu. Nó xấu là sao? Cái form đăng nhập của mình chỗ này xuống dòng cái cho nó dễ nhìn. Các bạn nếu mà các bạn demo, các bạn làm các bài tập của bạn thì các bạn làm như vậy thôi nha, không cần CSS, không cần Bootstrap luôn, càng gọn càng tốt. À, thầy cũng dễ nhìn mà bạn cũng dễ nhìn. Rồi đến cái đoạn mà làm assignment á thì các bạn cần Bootstrap vô cho nó đẹp, chứ còn đối với các bài lab không cần. À, làm càng đơn giản càng tốt. Rồi chỗ này chúng ta sẽ xử lý ở bên form đăng nhập này của mình. À, ở bên này chỗ mà method các bạn sẽ dùng cho thầy là trước tiên là get trước nha. Get thì chúng ta bấm chữ đăng nhập, nó sẽ chạy về cái phương thức get này và mình không cần do post nha. Không cần do post. Vậy bên get này mình sẽ làm gì? Thứ nhất là các bạn lấy giúp cho thầy string tên đăng nhập sẽ bằng request.get parameter. Ở bên kia mình để chữ gì? Tên đăng nhập đúng không? Rồi cái tiếp theo string mật khẩu bằng request.get parameter. Bên kia mình để là mật khẩu. Được chưa? Kịp vào. Rồi chỗ này nếu tên đăng nhập mà chấm equal với U1 đúng không? Và mật khẩu chấm equal với 123 thì thông báo thì request chấm set attribute message là đăng nhập thành công đúng không? Còn không thì set đăng nhập không thành công, đăng nhập thất bại đi, đăng nhập thất bại. Bây giờ ở bên cái trang đăng nhập mình sẽ hiển thị cái message này ra một cái. Ctrl C đăng nhập, phía dưới này chúng ta dùng cái thẻ H4 đi, đô la message, chúng ta sẽ xuất cái thẻ H4 này ra, đăng nhập thành công hay là không thành công. Rồi chạy thử nào, do get. Xuống đây, tất nhiên ngay ở đầu tiên có thể các bạn sẽ kiểm tra giúp cho thầy là cái tên đăng nhập và mật khẩu này rỗng thì bỏ qua cái này, không làm đúng không? Mới vô đã có gì đâu thành công mới thất bại đúng chưa? Cho nên chúng ta sẽ íp trước chỗ này cái
Nếu so sánh với rồi nếu rỗng ngay từ đầu đi, nếu trong trường hợp tên đăng nhập chấm it blank it empty và mật khẩu chấm it empty thì chỗ này là phải not, not cái này không rỗng và cái này không rỗng thì mới vô đây là. Rồi thử coi nè. Empty nun nên chưa có gì hết. Thử plan coi nó có chịu không. Nếu mà không chịu nữa thì mình dùng giải pháp khác. Rồi lỗi tiếp. Vậy chỗ này mình sẽ để là nó là bằng rỗng mà chấm equal với equal sao được ta, rỗng à, thử coi hả, cho không không được it null à, phải không? Is noon cho không ta? Đâu được đúng không? Đâu được. À sao nhỉ? Quên rồi. String chấm tên đăng nhập get nó cho ra giá trị là null hả, tên đăng nhập bằng bằng null, thử coi được không, bằng bằng ok. String equal object tên đăng nhập bằng null. Ủa sao tự nhiên không được ta? Sao? Cái này à? Không được. Không không không. Tại vì mình đang muốn dùng doGet mà. Thôi kệ nó đi. Bây giờ đơn giản nhất. Ok, mình sẽ xử lý cái đó sau. Nó phiền quá, xử lý sau. Message Message ủa sao, sao à đúng rồi. Không, nó chạy thì không nói gì. Nó chạy thì
lì. Rồi, hết lỗi. Lập trình không bao giờ lỗi. Công bố với xã hội rằng thầy Bình lập trình không bao giờ lỗi. À, lỗi nó ếm hết rồi lấy gì lỗi? Ếm sách. Ok. Tên đăng nhập. Chỗ này U1. Password 123. Đăng nhập. Đăng nhập, cái quan trọng là khi mà nó trả về cái URL đăng, cái serverless đăng nhập này nó không thấy nè, được chưa? Cho nên ở bên này chúng ta sẽ chấm xịt, ví dụ như cái form của chúng ta sẽ để là poly, vì bên kia chúng ta xịt đăng nhập. Ok. Một, hai, ba. Đăng nhập. Chấm xịt đăng nhập chỗ này có bị sai không? Đăng nhập. Rồi, đăng nhập thất bại. U1 password 123. Đăng nhập thành công. Tuy nhiên, nhìn kỹ lại giúp thầy. Problem gì? Không, cái này không có liên quan gì đến refresh. Rồi, password là 1 ha. Đăng nhập thất bại. U1 password 123. Chỗ này thấy bảo mật không? Đây, vấn đề là chỗ này. Nghe có vẻ là rất bảo mật, bởi vì mình gõ vào đây có thấy đâu, đúng không? Nhưng mà ở chỗ này nó đưa lên đây user U1 password. Được chưa nào? Như vậy thì ở chỗ này người ta đang nói đấy nè, với hai cái cách mà sử dụng get và post thì chúng ta sẽ quan tâm đây. Thứ nhất, get là dữ liệu của form được thu thập tạo thành chuỗi và gửi về thông qua URL bằng cách đặt dấu chấm hỏi và dấu và để phân cách giữa các cái đoạn dữ liệu giữ về. Như vậy thì khi mà nó đã đưa lên cái URL thì lúc này có còn bảo mật không? Không. Nhưng người ta vẫn dùng cái phương thức get khi dữ liệu nhỏ. Và cái phương thức get thì nó truyền dữ liệu nhanh hơn bot. Vậy nếu mà trong trường hợp này chúng ta không xử lý ở get mà chúng ta xử lý ở bot thì chỗ này các bạn sẽ dùng do bot, và trong do bot thì chúng ta sẽ copy cái đoạn code này lại thôi, không cần viết gì hết cả. Rồi, đó là do bot, được chưa? Và chỗ này thầy chỉ có thêm cái phần message ở đây. Đăng nhập
thành công bot để cho các bạn thấy là cái thông tin ở trên và thông tin ở dưới khác nhau. Đó. Và việc của mình bây giờ là bên này mình chỉ đổi phương thức chỗ này thôi. Chạy. U1. 1, 2, 3. Đăng nhập. Thành công hả? Thành công, đúng rồi. U1 password 1 đăng nhập thất bại. Và ở trên cái URL của mình nó không có thông tin gì cả. Như vậy, nếu mà chúng ta dùng cái method là bot để gửi dữ liệu về thì nó sẽ tạo một cái kênh riêng để nó đẩy cái luồng dữ liệu của mình đi. Đó, và nó sẽ cho phép đẩy được dữ liệu, ví dụ như là hình ảnh, video, các cái dữ liệu khác. Còn đối với lại get thì nó chỉ đẩy được text thôi, không đẩy được dữ liệu khác. Chú ý chỗ này giúp thầy. Khi nào thì mình dùng method get, khi nào mình dùng method bot, và get ưu điểm gì, nhược điểm gì, bot ưu điểm gì, nhược điểm gì. Thì khi mà chấm bài, có thể thầy sẽ quan tâm lại phần lý thuyết này. Rồi, ok. Và tương tự như vậy, nếu như mà các bạn dùng service thì cũng tương tự thôi. Vậy bây giờ thử bên này, thầy sẽ không bot, không get, mà thầy dùng service thì chuyện gì xảy ra? Đây, do bot và do get, thầy cho nó comment hết. Service. Và trong này thầy viết cái đoạn code này. Được chưa? Và trong này có chẳng get, chẳng bot gì hết nha. Không get, không bot gì hết. Chỉ là service thôi. Chạy. Khi mình chạy lên như vậy, nó là do get. Được chưa? Service mà. Cả hai. Chọn U1, password 1, đăng nhập thất bại. Lý do là gì? Nó không liên quan gì đến cái thằng service này mà nó quan tâm đến đây. Mình đang dùng phương thức bot. Giả sử chỗ này thay đổi lại get. Đổi lại get. U1, password 1, đăng nhập, thất bại, đây, nhưng mà mật khẩu chuyển về. Thực ra chỗ này bot là do thầy quên đổi thôi, chỗ này là thầy phải đổi là service mới đúng. Đúng không? Vậy là, ok, service mới đúng. Đó. Tại vì này là đoạn code mới mà. Nó chỉ viết một đoạn code thôi. Chỉ viết một đoạn code duy nhất. Nhưng mà bên kia để cái phương thức trả về là get. Bên kia mà để phương thức trả về là get. Thì nó sẽ đẩy dữ liệu lên URL. Còn nếu như mình để phương thức trả về là post. Thì tự động nó tạo ra một cái kênh truyền riêng. Để nó chạy. Được chưa? Đăng nhập thành công. Nó tạo ra kênh truyền riêng. Như vậy thì đối với lại cái service này, mình gom cả hai phương thức lại cùng với nhau. Quan trọng là bên kia mình dùng cái gì. Đó, vậy thôi. Như vậy chúng ta đã giải thích được là post là gì, get là gì và khi nào nên sử dụng nó. Chứ còn giải thích ở phía bên trước này lòng vòng lắm.
rất là khó hiểu, demo trước nói sau dễ hiểu hơn. Bây giờ quay lại đọc được không? Post get đó đó, ok, thì các bạn sẽ về tìm hiểu thêm về do post và do get.